Hôm nay ba Trường và xin chào mọi người. Thì Dương ơi, hôm nay sắp tới Giáng sinh thì mình vẽ con gì thì Dương nha? Con mèo Giáng sinh đi ba. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng ba cho cùng nhau vẽ con mèo Giáng sinh nha Phúc Thịnh. Dạ. Ok, nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe lên kênh của Ba Cha Con và nhớ bấm mình chuông để theo dõi nhiều video vẽ cute mỗi ngày của kênh Ba Cha Con nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ chú mèo thôi. Let's go nào. Yeah. Thành đã hoàn thành xong bản vẽ sơ bộ của chú mèo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tô màu thôi. Nhớ bấm vào chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa kênh Ba Cha Con nha. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost. Until I found that I'm invincible, nobody gonna bring me down. Here we go. Bây giờ ba Trường và Phúc Thịnh đã hoàn thành xong bản vẽ của chú mèo rồi. Và đây là thành phẩm của ba Trường đây. Đó, các bạn thấy cute không nào? Có 3D luôn nha. Và đây là phần của Phúc Thịnh. Ok, Phúc Thịnh cũng rất là cute nha. Và cuối cùng là thành phẩm của Thị Dương. Wow, Thị Dương đẹp luôn. Có đang vẽ ngôi nhà luôn nha các bạn.
Nếu bạn thấy hay thì hãy subscribe đến kênh của Ba Cha Con. Và nhớ bấm vào chuông để theo dõi nhiều video nữa của kênh Ba Cha Con nha. Bây giờ Ba Trương xin chào mọi người, hẹn gặp lại nha.